Hello xin chào các bạn à, trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách nắn chỉnh khuôn mặt ở trong Photoshop bằng công cụ like wi đây like đây hiện tại mình đang dùng phiên bản Photoshop CC 2021 thì các bạn có thể cài phiên bản CC 2021 vào để nó có cái những cái thuộc tính giống như cái mình hướng dẫn trong cái video này hoặc là 2020 cũng được ở đây là mình đã chuẩn bị một cái bức ảnh có một cái khuôn mặt cũng khá là đẹp rồi à, Tuy nhiên là mình cũng sẽ nắn chỉnh lại một chút để nhìn cho nó đẹp hơn tí nữa Thì cách nắn chỉnh như thế nào Thì chúng ta cùng nhau Thực hiện nhé Để so sánh Giữa cái ảnh gốc so với ảnh chúng ta đã nắn chỉnh thì các bạn nên Cartouge cái layer này lên gì Và chúng ta thao tác với layer 1 Ở đây chúng ta tập trung vào việc chúng ta nắn chỉnh khuôn mặt và làm đẹp khuôn mặt này thôi các bạn nhé để bật cái live wifi lên đấy thì chúng ta có hai cách một là vào filter chọn live wifi hai là các bạn dùng phím tắt shift ctrl x thì chúng ta sẽ bật được lên đây là cái cửa sổ của live wifi ở các phiên bản cũ thì nó sẽ không có cái thuộc tính này các bạn ạ cho nên là thuộc tính này là một cái thuộc tính cải tiến rất là đáng đồng tiền bắt gạo cho photoshop nó sẽ giúp các bạn uh, nắn chỉnh khuôn mặt một cách nhanh chóng và đẹp hơn, đều hơn, cân đối hơn. khi mà các bạn có cái tool này rồi thì cũng không cần các bạn có một cái kỹ năng quá cao về nắn chỉnh chúng ta cũng tạo ra một cái bức ảnh đẹp được. Ví dụ như là chúng ta thực hiện trong ảnh chân dung hay là ảnh cưới, ảnh chụp trong studio mà cái khuôn mặt người ta nó quá to hoặc là nó không được đều đặn thì chúng ta có thể nắn chỉnh lại. Các bạn làm thế nào, thực hiện ra sao thì cái khuôn mặt của họ vẫn là của họ các bạn nhé. Khá là nhiều bức ảnh mà mình nhìn thấy ở trên mạng hoặc là đâu đó một số ảnh cưới ấy thì đa phần là cái khuôn mặt của của người ta ở ngoài nó là một đằng mà ở trên ảnh cưới thì lại chỉnh thành một nẻo, có nghĩa là nó chảy giống nhau gì cả cho nên cái quá trình mình chỉnh thì mình cũng làm sao giữ lại được cái nét của họ đừng để nó đi quá xa và vẫn đảm bảo được là nó đẹp thì mình sẽ giới thiệu hai cái bộ điều chỉnh trong video ngày hôm nay thôi thứ nhất đó là cái công cụ forward stone này là chúng ta nắn thủ công cái công cụ này là cái công cụ rất là cần thiết cái thứ hai đó là chính là cái bộ tôn chỉnh mặt này ok thì các bạn thấy là khuôn mặt của cô gái này ấy, Nó có một cái số chỗ là nó không được đều lắm Bây giờ mình muốn nó v lai đúng không Mình muốn nó vê lai Ở đây có hai cái phần má này các bạn này Các bạn nhìn thấy hai cái phần má đây mình thu nhỏ lại mình chỉ các bạn nhé Đây hai cái chỗ này Chỗ này nó hơi gò này hơi cao đúng không Chỗ này nó hơi phình ra một chút Chỗ này nó hơi lõm vào Đó Thì chúng ta sẽ dùng cái Forward tool này chúng ta sẽ điều chỉnh cái giá trị cái kích thước nó phù hợp. Tại vì nếu mà chúng ta làm mà chúng ta điều chỉnh kích thước nó không phù hợp so với cái vị trí chúng ta cần nắn thì chúng ta không đạt được kết quả tốt. ví dụ như ở đây mà các bạn chỉnh nhỏ quá như thế này, các bạn nắn vào thì nó cũng không đẹp. Các bạn nhìn nó, nó bị hõm này. Đấy hoặc là các bạn chỉnh to quá như thế này, các bạn kéo vào thì nó lại kéo cả một cái khối vào rồi. Cho nên cái việc mà điều chỉnh cái kích thước của cái bờ này, làm sao cho nó hợp lý thì đó là một cái điều rất là quan trọng. ở đây các bạn nhìn thấy rằng là mình sẽ chỉnh một cái hình tròn khi mà mình đặt hình tròn này vào ấy, cái biên độ của nó, nó sẽ bao cái phần trên này các bạn nhé. đây, à, nó sẽ bao từ cái đoạn này đến cái đoạn này. có nghĩa là cái đoạn này nó hóm vào thì nó sẽ điều chỉnh di chuyển từ đoạn này xuống đoạn này thì nó nhìn nó sẽ đều hơn. to quá cũng không không tốt mà nhỏ quá cũng không tốt. cho nên cái kích thước này cũng là một vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. đây các bạn nhìn này. Đó, nó biên độ nó như vậy hoặc là nhỏ hơn một chút cũng được. Đó. Vậy thì cái thuộc tính của brush này như thế nào để chúng ta chỉnh cho nó cho cho nó ok nhất. Ở đây nó có cái các cái lực, các cái gọi là cái cái, cái 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 lực tác động lên cái đối tượng. Chúng ta có cái density này. Thông thường thì nó là 50. Nếu mà các bạn chỉnh tốt các bạn có thể cho nó cao lên. Pressure nó giống như cái lực đẩy các bạn ạ các bạn chỉnh cao lên thì các bạn đẩy nó rất là nhanh các bạn thấy không cái này sẽ dùng cho những người gọi là chuyển chỉ nhất là dẻo dẻo tay rồi có nghĩa là chuyên nghiệp rồi còn nếu chúng ta mới thì chúng ta không nên dùng nó quá mạnh như này chúng ta chỉnh nó sẽ bị hỏng ngay vậy thì chúng ta nên giảm cái pressure này xuống tầm khoảng dưới 50 và cái này cũng tầm dưới 50 thì khi chúng ta kéo á, thì cái sự tác động nó lên cái chỗ đó nó không quá mạnh và chúng ta có thể nắn chỉnh một cách rất là thoải mái không lo nó bị bóp méo, đó là cái giá trị mà chúng ta sẽ chỉnh ở hai cái này. OK chưa? Dạ. Còn cái này chính là gì? Sai. Còn các giá trị khác thì chưa liên quan thì mình chưa nói tới trong video này. Đó, chúng ta có thể bật tắt preview để kiểm tra. Các bạn thấy rằng là chỗ này nó đã mềm hơn rồi, và chỗ này chúng ta cho nó nhỏ lại một chút để cho nó thành v-line đúng không ạ? Bên này cũng thế, chúng ta cho nó má nó đều vào một tí chút đúng không ạ? Rồi ok chúng ta có thể cho má nó tròn tròn như thế này, chúng ta nhìn thấy là vẫn là cô gái đó nhưng mà cái mặt nhìn nó tròn đều hơn đúng không? ok sau khi mà chúng ta đã sử dụng cái forward warp tool, chúng ta nắn lại những cái khuyết điểm ở trên khuôn mặt như là gò má cao hay là cái lõm má lõm nó không đều, lồi lõm không đều thì chúng ta chỉnh xong rồi, sau đó chúng ta chuyển sang cái tổng thể này thì cái tổng thể này khi mà chúng ta chọn đấy thì nó sẽ có phần uh, các cái các cái thông số ở bên này các bạn các bạn có thể chỉnh trực tiếp trên này hoặc các bạn có thể chỉnh thông qua thông số đấy, cái thứ hai là chỉnh mắt này đấy, mắt trái mắt phải chiều cao chiều rộng đấy, mắt to mắt nhỏ hay là khoảng cách giữa giữa hai con mắt đây ví dụ như đây chúng ta nhìn khoảng cách dồn lại đó cho về không hoặc có một số người cái khoảng cách giữa hai con mắt họ sát quá thì mình đẩy nó ra làm sao cho nó nhìn nó cân đối ok cái này là cái mà chúng ta sẽ chỉnh bằng bằng cái tool ở bên này ừ. hoặc là chúng ta thấy là mắt đây là mắt bên bên phải của mẫu này đây mắt bên trái thế mắt bên phải to hơn mắt mắt bên trái chúng ta sẽ cho mắt bên trái nó to lên đó để cho nó để cho nó đều với mắt bên phải đã bị lệch kìa còn cái này là gì chiều cao của mắt đó ở đây là chúng ta nhập về không bởi vì cảm thấy nó ok rồi cái này là chiều rộng của mắt đó cái này cũng về không cái này là gì nó xoay ví dụ như mắt người ta khi mà người ta chụp bình thường mà nó cụp quá thì chúng ta sẽ xoay nó quay lại để nó cân bằng với cả tổng thể khuôn mặt ở đây các bạn có thể xoay ở đây cũng được, đây là chỉnh bằng bằng tay, còn reset về không, ấn không ở đây là nó về mặc định, ok. cái tiếp theo ở bên dưới, ở đây chúng ta cái này có hai giá trị, cái này nó là cái mũi, các bạn thấy rằng là chúng ta đẩy cái mũi cao lên, nó cao nó xa với cái môi, nhìn nó rất là buồn cười đúng không? À, chúng ta đẩy hoặc là cho xuống, làm sao cho nó cân bằng với khuôn mặt. bởi vì là khi mà người ta chụp ở ngoài á không phải người nào mặt cũng là 9 điểm hết đúng không ạ mà có thể là có người chỉ được 5-6 điểm thôi chúng ta phải chỉnh lại độ cao chiều cao của khoảng cách đúng không ạ mũi so với môi đây đây là không này không thì là giá trị ban đầu này nhìn có vẻ hơi cao ta đẩy xuống một chút này đó cái này là gì ạ cái này là chiều rộng của mũi đó. Cho mũi nhỏ lại Hoặc là cho rộng ra Làm sao mà nó cân đối với khuôn mặt là được các bạn nhé Hoặc là về ở giá trị không cảm thấy ok rồi thì thôi Không thì cho nhỏ lại một chút Đó, trừ 32, 15 Phần này là phần miệng Phần miệng Miệng thì ở đây chúng ta có là cười Hoặc là không cười Đấy. À, chúng ta thấy là ở giá trị không thì cô gái này hơi buồn Chúng ta cho nó lên tầm khoảng 25 thì nhìn có vẻ mặt nó tươi tắn hơn một chút đúng không ạ upper lip là cái độ cao của cái môi bên trên nếu mà cái môi mẫu họ mỏng quá thì chúng ta cho nó dày lên một chút còn nếu mà nó dày quá thì cho nó mỏng đi các giá trị các bạn điều chỉnh ở đây các bạn có thể quan sát ở bên này để chúng ta làm sao chỉnh cho nó đẹp nhất cái này là môi dưới dày ra này đó ok ạ cái này là gì ạ độ rộng của của cái khu, khuôn, miệng đúng không ạ? Chúng ta thấy là nó rộng quá chúng ta cho nhỏ lại đó. Cho nhỏ lại chúng ta kiểm tra đó. Còn thấy không? Khi mà chúng ta chỉnh xong thì nhìn khuôn mặt tổng thể của cô gái tươi hơn so với cái ban đầu nhìn mặt buồn đúng không? Đây, nó tươi hơn. miệng này chúng ta cho nó to một chút để nó cân đối với toàn tổng thể khuôn mặt. Đây là trừ 44 nhá. Bắt đầu nó là không đấy. Cái này là gì ạ? Độ cao. Đó, bây giờ cái này như thế này là mở to quá thì chúng ta cho nó sát sát nhau lại một chút để miệng nhìn nó thon thon hơn đúng không ạ đó à, cái tiếp theo cái này nó giống như là cái chỉnh tổng thể ấy. cái này là độ cao của chán các bạn này chán cao chán thấp này đó đây giá trị bằng không thì cảm thấy ok hoặc là cho nó thấp hơn xuống một chút cái giá trị thứ hai đó là cầm đây là giảm xuống thì cầm nó dài ra một chút đây là cầm nó co lên nhìn nó rất là buồn cười đúng không chúng ta cho nó dài ra nhưng cũng không hợp lý ở đây chúng ta cho nó bằng không nếu mà cảm thấy nó là điểm vàng rồi ok rồi thì bằng 0. không không đến chúng ta cho nó lên 20 để cho nó thu ngắn lại một chút cái này là gì ạ độ rộng của hai bên má chúng ta vline chúng ta giảm cái này xuống cho cái này lên thì là béo này cho để lên thì là gầy chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh bằng tay ở đây tích vào điểm này điểm này là độ rộng của toàn bộ khuôn mặt đây còn cái này chính là độ v line đó nó chính là chỉnh các bạn các bạn thấy là mình chỉnh đây thì nó sẽ thay đổi cái giá trị ở đây thông thường để chuẩn thì chúng ta nên chỉnh cái thông số ở trong này chúng ta chỉnh bằng tay này cũng được nhưng mà nó không được chuẩn lắm cái này là gì cái này là độ rộng hẹp của toàn bộ khuôn mặt chính là cái khung bên ngoài này này các bạn Đó. đấy cho cái mặt nó dài Ok bây giờ chúng ta thở kiểm tra xem cái bản gốc Đây bản gốc này khuôn mặt nó bị lồi lõm không đều không viên lai like, mặt hơi buồn Chúng ta cho vào Nhìn có vẻ là cô gái này mặt sẽ tươi hơn rồi đôi mắt bằng nhau Đúng không ạ Đây là một công cụ rất là đáng đồng tiền bắt gạo Khi mà Photoshop phát triển lên Nó giúp cho chúng ta có thể Rất là nhanh chóng chỉnh được một cái khuôn mặt đẹp Không quá vất vả như ngày xưa nữa Ngày xưa để làm được một cái khuôn mặt đẹp thì chúng ta phải nắn cái này Rất là rất là mệt và đôi khi là còn hỏng nữa bởi vì là cái này phải luyện mà không phải ai cũng có thể mở lên là chỉnh nó đẹp được ngay chúng ta cần phải luyện đó, ở đây chúng ta kéo cái này ra ngoài một chút nhưng mà nó cũng là một công cụ vẫn là quan trọng trong quá trình làm đẹp cho nên là người ta không thể bỏ được nó đi Ok đó khi mà mình nắn chỉnh mặt mình làm tỉ mỉ thì nó sẽ rất là đẹp và cái này là một cái công cụ mà các cái bạn gái rất là thích Bởi vì sao? Bởi vì là nó giống như các cái app chụp ở trong điện thoại ấy. Tại sao khi mà chụp app lên là da mịn, này, mặt này đang to Thì nhìn thon thả v-line Thì các bạn nữ rất là thích chụp app Thì khi mà mình đi chụp dịch vụ, mình đi chụp chân dung Hoặc là chụp ảnh cưới cho khách Thì mình cũng nên sử dụng những cái công cụ này Để làm sao cho mặt người ta trông nó đẹp hơn, nó xinh xắn Nó tươi tắn hơn Hoặc là béo thì cho gầy đi Người ta sẽ rất là thích và trong cái bộ live này nó rất là nhiều các cái, cái, thuộc tính khác các công cụ khác nhưng mà trong video này thì mình tập trung vào chủ đề đó là nắn chỉnh mặt thì mình vừa trình bày qua cho các bạn về cách các bạn nắn chỉnh một khuôn mặt cho một cái người mẫu tạm thời nói là nó không được đều lắm đi chúng ta nắn chỉnh làm sao cho nó đều và đẹp hơn mà bây giờ chúng ta ấn ok thì hôm nay các bạn thấy rằng là cô gái này khuôn mặt đã vi like hơn khá là nhiều chúng ta kiểm tra nó đây là gốc và đây là mới đó nếu chúng ta muốn giống hình cô gái hơn mà mặt nó đều hơn thì chúng ta cho hai cái phần dưới này nó phình ra một tí Nó không quá vây like Bản gốc thì nó cũng đang khá là vuông vắn mà Mà ở đây mình muốn chỉnh nó vây like thì chúng ta chỉnh như thế này Các bước tiếp theo là xử lý da, ánh sáng, làm sao mịn da, da đẹp, trắng Đó là các bước liên quan đến phần chỉnh màu rồi thì mình sẽ không trình bày trong cái video này Vậy thì video này nó rất là đơn giản và ngắn gọn vậy thôi Chỉ có một công cụ mà một công cụ rất là quan trọng trong cái kỹ thuật làm đẹp ở trong Photoshop đặc biệt là chỉnh khuôn mặt ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng nó để chỉnh các cái phần khác như là phần eo phần chân tay ngực mông vân vân đấy nhưng mà cái phần phay Tun đó có nghĩa là cái phần mà công cụ vừa mới được Photoshop thêm vào đấy nó chỉ dùng cho khuôn mặt thôi các bạn nhé cái này nó chỉ dùng cho khuôn mặt và khi mình chụp làm sao khuôn mặt nó phải nhận diện được bởi vì có rất là nhiều bức ảnh chụp mặt nghiêng hay là mặt mờ quá xa quá nó không nhận diện được thì cũng không sử dụng được cái này cho nên là các bạn lưu ý ok còn rất nhiều công cụ khác nữa nhưng mà mình sẽ trình bày cho các video tiếp theo à, video rất là đơn giản như vậy à, hy vọng rằng là thông qua bài chia sẻ này các bạn sẽ à, có thêm cho mình một cái kinh nghiệm cũng như là rèn luyện cho mình có những cái kỹ thuật để chúng ta nắn chỉnh chủ thể ở trong bức ảnh nó đẹp hơn À, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu các bạn thấy video hay xin hãy cho mình một like share và nhớ đừng quên subscribe kênh của mình để ủng hộ mình có thêm động lực ra các video mới các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.